Chào mừng các bạn đến với kênh A Vàng TV nha các bạn. Chào bạn. Bữa nay anh em mình xin gửi tới các bạn một trò chơi bạn ơi. Trò chơi gì vậy? Nếu thích thèm gì hả? Anh em mình bữa nay chơi trò chơi chi kích nha các bạn. Chi kích. Chi kích. Mà anh em mình chọi bằng bong bóng chứ không chọi bằng lỗ mèn thiệt bạn ơi. Phải gì phải lan diều hâu quá. Phải lan diều hâu. Phai lan diều hâu hả? Phai lan diều hâu. Là phai lan gì? Vậy? Gì vậy ba? Ách sĩ ở đâu chứ không? Phai lan diều hâu á. Anh em mình chơi một trò chơi nha các bạn. Phai lan diều hâu. Hãy lại cuộc chơi như sau nha các bạn. Hai mình sẽ chia ra hai đội nha các bạn. Phú với Ken là một đội nha các bạn. Di với lại Dịch là một đội nha các bạn. Mình sẽ đi giấu bong bóng bạn. Bong bóng là tượng trưng cho lụ mìn nha các bạn. Mình sẽ đi giấu bong bóng rồi mình đếm thời gian 2 phút cho hai đôi này đi kiếm các bạn. Hết 2 phút là bắt đầu giao chiến nha các bạn. Đó, ok chưa? Ok. Một bong bóng là sẽ tính một điểm trúng nha. Anh Phúc, anh Long, lụ đạn này né đi. Đó, ví dụ như một bong bóng nè, Phú chọi trúng Dịch nè, làm Phú được một điểm. Ok không? Ok. Đội nào cuối cùng thua cuộc là hai người đó ăn hai muỗng mù tạt nha. Hai muỗng cà phê hả? Ừ. Chứ ăn muỗng ăn muỗng cơm rất ói luôn á. Thôi ăn một giá đi. Em mới tăng giá vậy. Anh mua chân cho ăn luôn à. Cho mày muốn. Chịu không? Rồi ok, vậy là đội thua cuộc sẽ mỗi người ăn một muỗng wasabi nha các bạn. Yeah, muốn kìa. Còn đội chiến thắng mình sẽ hưởng 100k các bạn ơi. Ok nha các bạn, rồi bắt đầu vô nè. Mình sẽ đi lấy bong bóng nha các bạn. Bạn ơi, đây bạn, con lấy bong bóng lại Ken. Dành nữa chịu à. Đây nha các bạn, đây là khoai lang diều hâu nha các bạn. Anh em mình sẽ chọi bằng cái đó nha các bạn. Rồi giờ bốn ông đi ra ngoài, ngồi ngoài đi quay. Tôi xong rồi tôi để kêu vô quay. Ê, không chơi giấu nha. Nhắn tin riêng mới chịu à. Rồi đi đi ra ngoài, bà hai ngồi đi. Gửi chỗ nha, gửi anh chị nha. Đây bạn, hai ông bóng này có mười mấy cái ông bóng nha bạn. Giờ mình sẽ chơi trong phạm vi là từ nhà của ông Năm nha bạn tới bên đây nha bạn. Đó, chơi ngoài sân, ngoài hè, chơi gì nó mới không có dơ bạn ơi. Giờ mình đi giấu nha các bạn. Đi thôi bạn ơi. Đây các bạn ơi. Giờ mình sẽ giấu mỗi chỗ hai ba cái nha các bạn. Đây các bạn. Chỗ này ba cái nha các bạn. Ba cái nữa bạn ơi. Dễ gì mà biết được. Đó, chờ cho anh em kiếm. Trong đây là bong bóng bột nha các bạn. Đâu bóng nào đâu. Lỡ này ra coi có gì trong không. Áp đầu dữ lắm. Ai da. Đậu xanh cái hùng này rải không được các bạn ơi. Bảy hết hai cái rồi. Chúng vô cái kia bảy hết hai cái các bạn. Dấu gì làm sao mấy này nó biết được. Đậu xanh trời chưa nắng mà mình đi giấu kiểu này mệt ra mẹ. Nè các bạn, là mấy anh em ngồi tâm sự ngoài hay thèm mà chứ mình đây đi nắng như con heo. Mình thấy đây kính nè bạn ơi, mình để ở đây nhiều nha bạn, bốn cái luôn. Đó.
Cậu xanh cho bay kiếm loại con mắt tụi bay. Nhã Chu đi làm hả các bạn ơi. Bữa nào Nhã Chu rảnh Nhã Chu mới đi quay với anh em được. Mấy bạn muốn biết Nhã Chu làm nghề gì, bữa nào Nhã Chu sẽ bật mí cho các bạn biết nha các bạn. Đâu xanh sao mà biết được. Á đù chứ. Bể luôn. Nắng quá nó bể bạn ơi. Chút xíu nữa mình sẽ kêu đội chiến thắng các bạn, đội nào chiến thắng lấy bột ập vô đầu của đội thua luôn bạn ơi. Nếu các bạn thấy video của anh em mình có vui, các bạn để lại một like, một đăng ký và một chia sẻ kênh cho anh em mình nha các bạn. Giờ mình đi ra ngoài mình kêu mấy anh em này vô bạn ơi. À mọi người ơi, giờ mình giấu xong xuôi hết rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ đếm 1, 2, 3 bắt đầu mình đếm bấm giờ 2 phút cho hai đội đi kiếm nha. Rồi cho sẵn sàng cho. Chưa mà. Anh chưa, anh dặn. Đứng ra đi, tôi chưa đếm mà làm gì vậy? Rồi cho. 1. 2. 2.85. Ê chứ chặn được không? Vậy. Anh đi chặn cho. Ủa chơi chơi chặn luôn. Em biết làm chưa? Chưa làm. Rồi cho sẵn sàng cho nè. 1, 2, 2.85. Chưa làm gì vậy? 3. Rồi đếm đi, 2 phút đó nha. Bản đi. Chưa, hết 2 phút mới bắt đầu trời. Hết 2 phút mới bắt đầu trời. Nào tôi nói kết thúc đó, rồi bắt đầu mấy ông đi núp đi, mấy ông làm gì không làm đi. Ghi kiếm được 2 cái đầu tiên nha bạn. Đây dây được 2 trái nha bạn. Kiếm đây, kiếm đây. Mày góc ơi, đất tao góc này đứa ơi. Bồn mấy triệu. Năm chơi, tao đang chơi, chơi gì vậy á? Bồn mấy triệu rồi. Ai chỉ là không tin đâu nha. Kéo lụm 3 trái kìa đi. Phú được 3 trái rồi kìa. Đâu giờ Phú? Phú được 3 trái nha bạn, dây được 2 trái bạn ơi. Không có nhận ngang, từ vách tường này nè. Thì tới đó đó mấy ông núp đâu, mấy ông núp. Rồi cho, chuẩn bị cho. Chưa. Hết phút rồi đó, còn 15 giây nữa nha. Tôi không có. Dạ, được nữa gì vậy? Rồi. Mấy cái hả? Rồi, 5 cái. 2 cái hả? Nè, nè, nè. Ờ, Duyên Phú kiếm được mấy cái nữa kìa. Rồi. Rồi nha, 5 4 3 2 1, rồi bắt đầu khoan, đi núp. Đi núp, mỗi nỗi đội núp đâu, núp đi, tôi không biết. Núp hả? Ờ, núp đi, bắt đầu tôi bắt đầu rồi mấy ông chọi đó. Chạy, chạy lên chạy được không? Được, muốn chạy lên chạy à. Rồi, rồi. Rồi đó, tôi đếm đó. Cho 5 giây chạy đó. Chạy đâu, chạy đi. 5 giây đó nha. Chạy đi. 5 4 3 2 1 bắt đầu.
một trái, đứt chính một trái rồi. Trời ơi, vòng vòng trong đây không cho ra ngoài nè. Thằng Phú dính một trái, Kỳ dính một trái, thằng này một trái nữa là ba trái. Bên Phú dính hai trái, bên này dính ba trái. Rồi. Vậy là cuối cùng cái đội có gì thua. Kêu rồi, đã nãy tao kêu bảnh núp đi không chịu, chạy lên chi. Mày chạy nó chạy xuống đầu mày cái. Ôi xanh. A few moments later. À bạn ơi, đội của Hoàng Phú là đội chiến thắng các bạn, đội của Di thua bạn ơi. Má chị giờ quá. Đội của Di kiếm được nhiều bóng bóng hơn mà trời không lại rồi bạn ơi. Không có. Với lại đội của Di bị xui quá, bị hai anh em đạp hết mấy cái bóng bóng rồi. Nó gọi kiếm đừng có la lên mà. Không la thằng kia nó cũng tự động chạy lại. Đây, mình chơi trò vũ khí của hai cưng đây. Không la nó cũng tự động chạy lại đạp nó. Đây. Muốn này hả? À? Không, muốn chích ra bình thường. Dạ không được cái cảm bớt nha. Nuốt luôn. Không đầy gì hết trơn á. À, nữa. Anh nãy anh còn thấy một chỗ còn bóng kìa. Nó ông Ken chứ. Ngay chỗ cái gốc xài nữa. Đó, video sau kêu mọi người kêu Ken phải lay vô nghe các bạn. Phải gì? Phải lay. Phải lay nãy giao rồi mà. Chưa chơi. Nãy giao không tranh chấp mà. Đây đâu nặng rồi. Phú nữa nè, Phú không phải lay nữa nè. Đúng rồi các bạn ơi, chơi trò chơi là mình phải. Ê, ăn gì kìa? Đi chạy. Xíu hả? Món này món gì? Này món chơi gì chơi? Món cà phê rõ ràng mà. Rồi được rồi. Nữa, nốt đàng hoàng nha. Rồi nốt đi. Nốt luôn hả? Ừ. Chưa, anh đếm mà mới ăn, anh đếm mà mới ăn lên đây nè. Lại đây, lại gần đây, lại gần đây. Đây gì? Đây gì? Lại gần đây nè. Lại gần đây. Rồi. Anh đếm 1, 2, 3 là ăn nha. 1, 2, 3 lắm. Kéo ra, kéo muỗng ra. Rồi đây. Rồi ok nha bạn, rồi một đó, cái đó là phần phần thi của hai anh đó. Sao ập vô đầu chứ sao? Cầm một vòng đi sao? Muốn cầm sao mấy ông cầm? Nuốt cầu quá, nuốt luôn rồi hả? Thằng Di nuốt nha bạn, còn còn dịch nó chạy, thằng dịch nó chịu không nổi đi chút. Lấy nón ra Di. Giờ nón. Gì? Rồi mỗi người hai nắm đó. Hai nắm rồi nghe. Rồi đó. Hai nắm chia rồi đó. Rồi lấy cưng ra dịch, cưng ra dịch cho nó chọi dịch. Nhắm sợi dây. Rồi dứt đi. 1 2 Vậy chạy. Á đù chứ. Rồi Di ra. Di ra, tới dịch vô. Hát cái đầu bướng rồi. Hai nắm phô. Nè Di. Ông trà mặt đó. Chưa? Chưa rồi chưa? Rồi. Bụng không mà chạy. Lấy đây mà cái đó. Ra gì, ra gì? Vô tay hả? Ừ, không ra gì vô luôn. Vô tay. Bảo. Ra coi, ra quay coi. Ai? Rồi, rồi. Ngủ chạy mất tiêu luôn rồi. Chà kìa, chà kìa. Chà kìa. Hai người bị bắt rồi các bạn ơi. Dính lại đi. Ken nó bị mệt quá bạn ơi. À bạn ơi. Đây bạn, hai đội thua cục đây bạn. Vừa ăn qua bị còn dính bột nữa. Tự gai tưởng tự thua. Cái mặt nó ngập. Tự gai tưởng tự thua luôn. À video của nên anh em mình tới đây là dài rồi các bạn ơi, kết thúc video tại đây nha các bạn. Hai quần này bị hai thua chơi nè. À nếu các bạn thấy video của anh em mình có vui có hài hước, các bạn nhớ đây một like, một đăng ký và một chia sẻ kênh cho anh em mình nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chào tạm biệt các bạn. Bye.